Sài Gòn Special, thăng hoa một hương vị. Chấm gì ngon? Jolimex đi. Chúc mừng anh, là người đi câu cá với em. Đi. Đi. Tại sao phải là tôi chứ? Thì tại vì em thích anh mà. Đi. Trời ơi. Trời ơi, tôi không cam tâm. Tôi nói thiệt luôn, tôi chưa có chuẩn bị gì hết á. Em đi muốn đi diện tiểu phẩm với anh nữa. Đi. Không có tiền tiểu phẩm, tôi có anh rảnh ba rưỡi tiểu phẩm. Thì bây giờ lỡ thích là đi đi. Nhưng mà tự tôi nhiên, không có quần áo đẹp. Thật ra lúc đầu là em cũng không biết chọn ai để đi. Ai cũng ngủ hết rồi. Em phân vân lắm. Nhưng mà tự nhiên vừa dậy thì anh đi trong toilet đi ra, sao bắt anh đi luôn, sao ai biểu đi toilet lúc 3:30 sáng làm trời gì? Ơi có điềm. Trời ơi, Jennifer ơi, mày xui quá Jennifer ơi. Let's go. Bây giờ Isaac với anh Lâm sẽ làm gì hả mọi người? Chào mừng hai bạn đã đến khu du lịch sinh thái Hồ Phú Ninh. Hình phạt dành cho người xui nhất ngày hôm qua cùng người được chọn sẽ như sau. Các bạn hãy mang những dụng cụ câu cá đã được chuẩn bị sẵn và cùng nhau chèo một chiếc thuyền nhỏ ra giữa hồ. Mỗi người phải câu được ít nhất 2 con cá mang trở về để hoàn thành thử thách. Con hơi được không? Ôi, hai chúng ta giống vợ chồng ngư phủ. Mình ơi. Sao em? Sáng sớm, hai vợ chồng mình phải đánh bắt xa khơi. Đúng rồi. Mình bắt cá vậy làm gì hả em? Thồn vô họng. Mấy đứa con ở nhà. Mấy đứa con ở nhà. Ăn nhiều nhất chắc con nhỏ cứ sang đây em ơi. Đúng rồi. Vậy là mục tiêu của chúng ta là phải câu được 2 con cá mỗi người mới được vào bờ đó nha. Là 4 con hả? Đúng rồi, tổng cộng là 4 con. Mình cũng đi khá xa rồi đấy. Dừng lại và kiếm miếng cơm miếng cháo được không ạ? À được rồi, được dừng rồi à. Mừng quá. Em hỏi anh hôm nay đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Anh nói rằng anh đi dâng cầu. Anh đi dâng cầu cho chiếc xuồng cầu. Anh có cây sầu anh trống ào ào, trống ào ào. Anh hỏi em dâng câu vui không? Đây, 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 đây. Đây, 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 đây. Đây, đây, đây. Đây, tôi xử cho. Rồi. Rồi xong mình mới kéo. Ủa sao? Sao? Nè, bật cái này ra là nó chạy vậy này hay quá vậy? Trong lúc bạn ngủ chưa hay thì người ta đã hướng dẫn tôi sử dụng. Nhưng tôi thấy bạn ngủ cho nên không dám đánh thức. Hãy ăn đi các chú cá. Hãy ăn đi cho chúng ta vô sớm đi các con. Đúng ơi. Rồi.
cho tôi hỏi là ở đây có cá hay không? Dính mồi đi nào, ăn đi các con. Ở đây làm gì có cá? Cá chỉ là trong truyền thuyết mà thôi. Ôi, không ai nghe tôi nói cái gì hết. Anh hai ơi. Sao ạ? Tôi đã đến đây một lần rồi, tôi biết đằng xa xa kia có một cái đảo mang tên là đảo Golden Golden nơi đâu. Coi tàu là lớn như vô hồn. Vô tên. Nhưng mà tại sao gọi là cái đảo cô đơn? Đảo cô đơn ở trên đó có một cái cây gọi là cây Golden Golden nơi đâu. Tới rồi, thật là túi vui tao nhã. Nó có cây gì này kìa, cây xương rồng. Xương rồng. Ôi truyền thuyết kể rằng nếu đây mà hái cái tre cái lá này vô cho đồng đội mình ăn thì đồng đội mình sẽ có duyên dáng luôn. Đi, tôi sẽ hái cho đít phan ăn. Dạo này nó vô duyên quá trời. Mình ơi, mình câu nha. Em muốn nghỉ ngơi. Vậy là mình lại ngủ tiếp hả mình? Em lại ngủ tiếp. Ôi, thật là sung sướng. Ngủ đi mình, có cá tôi sẽ kêu mình dậy. Chắc tôi ngủ ngàn thu dưới biển. Thằng bé hỏi là mẹ già ở đâu để đi với con gái với nó, nhưng mà nó đã chọn người trong tim nó rồi. Đó là ngọn cỏ hiu hiu thì thấy lâm về. Nãy giờ không gian yên ắng như thế này chỉ có môn phái mò tôm đi thôi. Mò tôm là mồm to, mồm to. Chào buổi sáng mọi người. Sáng nay chúng ta sẽ có một chuyến đi du ngoạn đến khu du lịch Hồ Phú Ninh, đồng thời để đến xem hai thành viên còn lại hiện ra sao nha. Thôi đi, thay đồ. Bây giờ đứng dậy được không? Ủa? Rộp.
tiếng xương sống vụn vỡ. Đi thôi. Đi. Chào mừng các bạn đến với khu du lịch Hồ Phú Ninh. Yeah. Đêm qua các bạn ngủ có ngon không? Mời các bạn chia sẻ về giấc ngủ tối qua. Còn em thì đang ngủ đau cổ tại cái trận đánh hồi đêm á. Còn anh Vinh thì quýnh em tét lỗ mũi luôn rồi. Ôi, anh không đánh em tét lỗ mũi đâu. Vinh đánh em á là tại vì theo bồn xấu. Theo bồn xấu. Hai đứa hụi quýnh Vinh. Hai đứa. Chị em cây me đánh người ta. Hôm nào đánh người ta xong rồi cùng ngày với cha luôn đó. Tôi chỉ buồn là đó lần hiểu em tôi ngủ không được hơn. Sao vậy anh? Ngủ ở chồng lo âu. Lo không biết là mấy anh đây có ngủ ngon không? Ngon không? Trời ơi. Hôm qua Isaac ngủ không được nha. Isaac hôm qua anh thấy là cái giọng cứ là bị xoay trở. Có một đợt thấy im cái giọng là khoảng tầm 20-25 phút thôi. Trời ơi, anh nhầm nhìn chừng vậy luôn á. Không phải tại vì anh không ngủ được cho nên anh nhìn á. Anh ngủ vậy nè. Anh ơi, đây nè, em đã từng rồi. Vậy nè, anh đang ngủ. Quay mặt lại nhìn ảnh rồi, ảnh vậy nè. Mà cái mắt đã bự rồi, mà cứ nhìn thằng em mà thà đá lông nhem hay gì á. Nơi các bạn đang tham quan được gọi là Hồ Phú Ninh. Đây chính là hồ chứa nước nhân tạo lớn thứ hai của Việt Nam với diện tích hơn 23.000 hecta và có 32 đảo lớn nhỏ nơi đây. Vì vậy, Hồ Phú Ninh được xem như hòn ngọc xanh của miền Trung bởi phong cảnh hữu tình. Và đặc biệt, nơi đây có mỏ nước khoáng nóng Phú Ninh, trứ danh, nằm sâu dưới lòng hồ do thiên nhiên ban tặng. Hồ Phú Ninh mặc dù được Phú Ninh Resort and Spa đầu tư dịch vụ du lịch chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ được vẻ hoang sơ vốn có. Điều này góp phần thu hút đông đảo du khách tới nghỉ dưỡng và tham quan. Mời các bạn hãy cùng lên thuyền để thưởng ngoạn cảnh đẹp nơi đây nhé. Đi thôi. Đặc biệt ở đây là tắm đã lắm nha mọi người. Ở đây nước tắm cực kỳ sướng luôn á. Sao vậy anh? Tại vì ở đây là nó có vạch khoáng ngầm mà 200m dưới lòng đất á. Đây tắm đã lắm. Mình ơi, dậy đi, có người tới cứu chúng ta rồi. Đội cứu hộ của đèn. Hình như có thì tới cứu chúng ta rồi. Mọi người ơi, còn sống không? Câu được cái gì chưa? Không câu được một con nào luôn. Isaac ơi, bị chương trình đơm rồi, chỗ này không bao giờ có cá, chỗ này là cá không bao giờ bơi vô. Ê, tức là làm xuống nha, qua bên đây được ngủ thẳng cẳng đã. Đúng không? Trên tàu cũng ngủ, ở đây cũng ngủ, nãy giờ ngủ không à? Vậy đó. Vậy thôi. Chúng tôi tới đây thôi. Ủa đi thiệt vậy hả? Có về đất liền với chúng tôi không? Về. Về anh ơi. Dạ nữa kìa. Về làm lại từ đầu. Đã nhận ra sai lầm của bản thân mình chưa? Con biết rồi. Rồi bây giờ chắc với Dương Lâm hai bạn có câu được con cá nào không? Không gì ơi. Con cá cái chú lấy đò chú nói là hả? Ở đây cá nó bự lắm nhưng mà nó ăn mồi bột chứ không ăn mồi tôm. Mình ơi, về. Về đi con, về với mẹ. Bây giờ cái nhiệm vụ của các bạn là đi câu cá sáng nay. Nhưng mình vì không câu được cá cho nên là trước khi về là các bạn phải bị phạt. Trời ơi, phạt hoài vậy. Trời ơi, 3 giờ rưỡi thức dậy là đã là một hình phạt đối với em rồi đó. Có một bạn thụt dầu 20 cái trước khi đi lên thuyền vậy. Ủa thôi. Trời, quá dễ. Thôi vậy thì dễ quá, tôi không chịu. Muốn lặn xuống. Thôi đi, giờ rất lâu này đi. Thụt dầu đây, mỗi đứa thụt dầu 200 cái. Vậy thụt dầu thì nói, tôi đã nhận ra lỗi lầm.
Tôi sai rồi. Tôi đã nhận ra lỗi lầm. Tôi muốn tái nhập cộng đồng. Tôi đã nhận ra lỗi lầm. Tôi muốn hòa nhập với xã hội. Tôi đã nhận ra. Nói thụ đi. Tôi đã sai lầm quá khi mà đem anh Dương Lâm theo tôi, bởi vì không giúp đỡ được gì, toàn ngủ thôi. Thành ra tôi không ngủ nữa. Không chửi Giang nữa. Tôi không chửi anh Giang nữa. Tôi không ăn hiếp anh Tuấn. Không ăn nước miếng Hiếp nữa. Tôi không ăn nước miếng của Hiếp nữa. Không ăn Hiếu nữa. Tôi không ăn hiếp thằng Hiếu nữa. Nói đi. Tôi không ăn hiếp anh Bắp nữa. Tôi không ăn hiếp tất cả mọi người nữa. Tôi không muốn đi chương trình nữa. Tôi không muốn đi chương trình nữa. Rồi thôi, lên tàu. Rồi. Bia Sài Gòn Special, thăng hoa một hương vị. Yo! Bây giờ để test gọi là độ lạnh của nước. Ở đây ai mạnh nhất? Anh Vinh. Ai yếu nhất? Em. Rồi, đi. Rồi, đi. Ôi. Tao mới vô chơi mà người ta đi rồi. Bây giờ để coi bà tổ chức cho mình chơi gì đây. Chơi gì ạ? Rồi, ở đây sẽ là cái thử thách cuối cùng đón chờ các bạn ha, và sẽ quyết định bữa ăn trưa của các bạn như thế nào. Wow. Bây giờ chúng ta sẽ giữ đội hình như cũ đi ạ. Tiền thắng tiền thua. Thắng thua gì đây? Thắng thua gì? Tiền vui hay tiền buồn? Tiền thua tiền thắng chứ. Vui. Sau lưng các bạn là một chiếc thuyền chuối. Wow. Lần lượt từng đội sẽ ngồi lên và cano sẽ kéo các bạn ra giữa hồ. Đồng thời, chúng tôi sẽ hỏi mỗi đội 10 câu hỏi. Các bạn phải thống nhất đáp án. Cùng giơ tay trái là đáp án A và giơ tay phải là đáp án B. Đội nào có nhiều đáp án chính xác hơn sẽ được bữa trưa thịnh soạn. Hai tay là tụi em kêu cứu nha. Cứu tụi không được kêu đâu. Không được kêu. Nếu trả lời đúng, các bạn sẽ ghi điểm. Nếu trả lời sai, các bạn sẽ bị lật thuyền. Lật hả? Ông cứ lại cho mình rớt á. Ngươi sao vậy? Trời ơi. Rồi bây giờ hai đội bánh tù xì đi, xem đội nào chơi trước ạ. Ai đã đấu với tôi bánh tù xì ạ? Hỏi đi. Hỏi ra gì? Cơ rít. Hỏi ra gì? What do you ra? Ra dẻ. Oh yeah. Bùa bào kéo là gì? The bùa. Kéo. I have a bùa. You have a kéo. 1, 2, 3. Tôi thua. Bây giờ đội thắng các bạn có quyền chọn là bạn chơi trước hay chơi sau. Tôi sẽ chơi sau. Yeah. Mình được chơi trước rồi. Yeah. Rồi bây giờ xin mời đội của Trường Giang các bạn lên thuyền chuối ạ. Tạm biệt những người anh em thiện lành, chúng tôi đi đây. Không biết bao giờ mới gặp lại. Rồi. Tôi ra đảo đây. Tôi ra đây. Đi nha. Cố lên. Cố lên. Trời ơi. Thôi à. Cái gì là nhanh vậy? Ở ngoài này nước lạnh lắm nha. Ở ngoài xa càng lạnh. Ồ đi xa quá ha. Câu hỏi đầu tiên. 15 x 2 nhân 3 bằng bao nhiêu? Cộng 2. 7. Nhân 3. 21. A 21, B 51. Chính xác. Câu hỏi số 2. Cái gì? Câu số 2. 78 trừ 21 chia 6 bằng bao nhiêu? 78 trừ 24 nhanh. 78 trừ 24. Vậy. A 9, B 74. Chính xác. Yeah. Câu hỏi số 3. Gà xào sả ớt, chữ sả là S hay X? Không nghe. Sả ớt là S hay là S? S. S hay X? Đúng rồi. Trả đi. Chính xác. Câu hỏi số 4. Chiều dài cộng chiều rộng tất cả nhân 2 là công thức tính của cộng chiều dài cộng chiều rộng. A. Diện tích hình chữ nhật. B. Chu vi hình chữ nhật.
hình chữ nhật. A. Diện tích hình chữ nhật. B. Chu vi hình chữ nhật. À, dài cộng rộng trên 2, diện tích hình chữ nhật. Diện tích. Diện tích. Diện tích. Diện tích. Sai rồi hả? Sai rồi. Sai quá Quy ơi, em sai rồi Quy ơi. Chu vi phải diện tích, chu vi. Đây là Quy. Giữ chặt lại. Quy ơi là Quy. Ôi lộn. Ê. Anh hình học anh không giỏi. Quá phải. Đúng rồi, nắm bên phải. Bên phải. Đó. Bé đi. Nằm bên trái. Nằm bên trái. Ôi chạy cà đô. Cái chú cano hồi nãy mặt hiền nha, mà sao giờ ông chạy dữ vậy? Ông cố lại cho mình rớt hả? Nhẹ gì làm là tụi tôi té. Còn kìa Minh Tuấn không biết bơi nha. Thưa quý vị, chúng tôi vừa đến với một vụ đắm thuyền chuối. Bốn người hiện tại đang rớt dưới sông. Và đội cứu nạn cứu hộ chúng tôi đang gọi là mặc kệ trục trục vớt. Trục vớt. Trời ơi, cứu tôi trời ơi. Câu hỏi số 5. 7 x 9 bằng bao nhiêu? 7 x 9 bằng bao nhiêu? A. 56. B. 7 x 9 bằng bao nhiêu? 56. B. 63. 63. 63. Chính xác. Câu hỏi số 6. 72 x 11 bằng bao nhiêu? 72. 72 x 11 nhân. Bằng bao nhiêu? 11. A. 792. B. 727. Chính xác. Câu hỏi số 7. 639 chia 9 bằng bao nhiêu? 639 chia 9 bằng bao nhiêu? 639 chia 9 bằng bao nhiêu? A. 79. B. 79. 71. 79. 71. Rồi mà phải luôn. 71. Chính xác. Câu hỏi số 8. Cá heo là động vật. A. Có vú. B. Không vú. Cá không nghe không? Cá gì? Có vú. Cá heo là động vật. Nghe nữa. A. A đi. Bên trái. B. Không vú. Bên trái. Còn cái heo giống tôi. Anh em tôi giống gì đó. Rồi. Đấy, mình bị lộn. Ngựa vằn là. Ngựa vằn. A. Ngựa đen vằn trắng. B. Đen là trắng, trắng là đen á. Ngựa đen vằn trắng. Hai ngựa trắng vằn đen. Ngựa đen vằn trắng. Chắc chắn. Ngựa đen vằn trắng. Chính xác. Giỏi. Câu hỏi số 10. Con la là con của con gì? À. La con gì? A. Ngựa cái. Lừa đực. Anh biết cái này. Ngựa đực. Ngựa cái. Ngựa cái. Ngựa đực, ngựa cái, ngựa đực. Ngựa cái, lừa đực. Ngựa đực. Ngựa đực. Và con ngựa cái. Câu B. Ngựa đực và lừa cái chứ. Rồi, sai rồi. Siêu. Hai, ba, qua phải. Hai, ba, nhảy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lên liền. Trả lời được bao nhiêu câu anh? 8 câu. Ghê vậy. Hỏi khó nha. Chú ơi sao chú chạy dữ vậy chú? Hey ya. Chà. 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 Đấy. Chà. Chúng tôi là những chiến mã. Hey ya. Tao ba, tao ba. Chê. Chúng được dài mà ô em. Tới nơi. Nơi. Câu hỏi số 1. Chưa chưa. Chưa chưa. Dạo miếng đi vui vui đi. Dạo cái đã, dạo cái đã. Dạo cái vòng vòng đi. Trời mấy người chú xìu. Trời ơi. Khi gặp biển cấm đổ xe, tài xế có được dừng xe không? A. Không. B. Có. Biển cấm đổ xe có được dừng xe không? A. Không. B. Có. Không nha, không nha. Ủa được, được, được chứ, được chứ. Không được. A. Không được đi. Có mà. Được không? Được, được. Được. Được nha. Được nha, được. 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 Chính xác. Yeah. Đó, vậy hẹn. Ôi, giùm đi ơi. Câu hỏi số 2. Cá ngựa nào mang thai? A. Cá ngựa đực. B. Cá ngựa cái. A. Cá ngựa đực. B. Cá ngựa cái. Cá ngựa nào mang thai? Cá ngựa đực, cá ngựa cái. Được nha. A. 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 Đực. Quá vậy. Có đi. Chính xác. Câu hỏi số 3. Ủa có. Có có. Có đi. Có có dùm. Có đi. Có đi. Có đi. Cá sấu đẻ trứng hay đẻ con? A. Đẻ trứng. B. Cá sấu đẻ trứng hay đẻ con? Cho mấy cái câu này quá. Sao nãy mình toán học tài lá vậy ta? Trứng. 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 Chính xác. Trời ơi. Thành ơi khó dùm đi. Trao bằng cho tôi. Trao bằng đó. Trao minh quá rồi. Câu hỏi số 4. Căn bậc 2. Đó. Căn bậc 2. Câu hỏi số 4. Căn bậc 2. Câu hỏi số 4. Căn bậc 2 của 9 nhân 6 bằng bao nhiêu? A. 18. B. Căn bậc 2 của 9 nhân 6. A. 18 là B. 108. 18. 18. 18. A. A. Như vậy. A. 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 Chính xác. Trời ơi. Chính xác. Trời ơi. Trời ơi. Vũ rồi. Vũ rồi. Quá vậy. Ok. Ok. Ok em đúng. Chẳng bao giờ sai. Câu hỏi số 5. Công thức tính chu vi hình tròn. A. Đường kính nhân 3,14. B. Bán kính nhân 3,14. A. Đường kính ba, nhân 3,14. Ba, đường kính nhân 3,14 chu vi hình tròn. Bán kính. Đường kính nhân 3,14. A. Trời ơi, dữ rồi. A. B. 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 Không sợ nha. Không sợ. Không sợ. Không sợ. Không sợ. Không sợ. Nghĩ sao cao sao phải. Nghĩ sao phải. Trời ơi, cái đậu dâm một cái giải một bụi nha. Nghĩ sao cao. Nghĩ sao cao. Nhân trái. Nghĩ sao cao. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, luôn. Trời ơi, luôn. Dạ. Ôi. Ôi. Vô, vô, vô. Vô luôn. Mình lì quá, mình lì quá. Anh chồng dai anh Thành ơi.
Quyết chạch vai rồi, quyết chạch vai rồi. Không, được, 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 được. Em đang gán chả vô lại, em đang gán chả luôn. Để con tự làm, để con tự hiểu cái gì đó. Được không? Ok. đau Trời đất ơi, quỷ thần ơi, thằng em chắc tét vô, chắc đập vô của cái lưng của ai hay sao em vậy? Dai đang chặt dai em ơi. Đừng nghe, đừng nghe, đừng nghe. Trời ơi, sung quá, quên cái dai luôn hả? Dịnh, dịnh cái... Quên cái dai. Thôi, dịnh rồi đó. Trời ơi. Đừng để rít tự đi. Đừng đụng nha, đụng đau lắm. Nhắm mắt. Xịt vết thương. Từ chế cho. Mày bị hở mà. Ok. Bạn phải từ từ, bạn mới đẩy vô được. Giờ đau chút để đẩy vô được không? Nhưng mà cái này là phải biết cách đẩy. Đi được. Giờ đi nhích nhích lên, đi lên trên bờ đây đi. Còn một mình đó. Em đi một mình em không sao. Em đi trước đi. Em đi trước đi. Ơi nó vô rồi. Phải quay một lượt nữa đó. Rồi. Gió rồi. Ô. Giờ thêm em ơi. Giờ thêm em. Lên lên thuyền đi. Tôi muốn kẹp anh Giang sau cái chiếc thuyền đó. Mày móc chơi là chơi nhường nhịn anh em. Đừng đâu. Em lấy chư Bảo Lâm rồi hư người hết. Em kêu. Nhảy đi anh. Không. Giữ đi em. Có hình. Trời ơi. Ảnh đó, tôi tưởng là có hình nãy giờ có chuyện. Nấu gì đi, Jolimex đây. Yo, một tràng pháo tay dành cho cậu bé Chris. Yo, em đỡ cho. Thôi, đừng có đỡ nữa. Đỡ cho. Thôi. Ghê hả? Cũng nhờ người ta nâng đỡ mà bé bị chật dai đó. Em ok. Em chỉ là thất vọng về một người bên cạnh. Trời ơi, ủa? Rớt xuống nước rồi tu đó làm chi cho nó chảy máu không biết nữa thiệt. Trong lúc té xuống thì Lâm đã bấu víu một vật thể để đó đầu của Chris. Quá trời, tay chị em á. Tay hay là cái răng? Anh nghĩ là cái răng cạp vô cái đầu. Cái răng mà cạp vô là tét não nhỏ rồi. Tét não nhỏ rồi. Nói chứ mà vì rồi là cũng may mắn ha. Là cũng có mấy anh em phản ứng nhanh. Là cũng lên là cũng chăm sóc được kịp. Lại là lúc mà em đứng ở kia nó cũng vô khớp. Rồi bây giờ á, bởi vì tình hình của Chris đã ổn hơn rồi ha, nên chúng ta vẫn phải tiếp tục trò chơi lúc nãy còn đang dang dở. Chúng tôi muốn ra đó chơi lại. Rồi cũng vậy. Kéo cái mỏ chị đó. Kéo cái mỏ chị. Cũng đến giờ ăn trưa rồi à, nên chúng ta sẽ chơi ở tại chỗ này luôn. Tiếp tục 5 câu hỏi mà đội của các bạn chưa có trả lời xong ha. Dạ. Yeah. Và lần này thay vì là bị lật thuyền nếu như không trả lời được thì các bạn sẽ tự xử.
tự xử. Xin mời Dương Lâm. Đừng gõ vô cái mỏ. Cát vô mặt. Sao không để đồ, đồ bạn gõ đúng rồi, để đồ đem làm mới hay. Đây là luật của chương trình. Tuy nhiên nếu như các bạn deal với nhau mà ok thì các ok bạn ok đi Lâm. Luật chương trình không qua luật nhân quả. Luật chương trình không qua luật nhân quả. Đúng rồi, tụi anh là luật nhân quả ở đây, tụi anh sẽ đánh cho cái mỏ em cho bớ hổn lại. Cái này làm gì vậy ta? Đập rùi á, cái đập rùi. Này để đập cái gì vậy chị? Mỗi lần sai thì các bạn sẽ tự xử hoặc là trong đội các bạn xử nhau. Xử vào vị trí nào ạ? Má. Trời ơi. Đau lắm á. Đau lắm á. Chết con rùi mà em nghĩ đi. Đau lắm. Đúng rồi, để tụi tôi làm cho. Kìa nè, mình quýnh dọc á, rồi nó có đau hơn. Bữa cái đầu. Nhưng mà tự xử lỡ đánh nhẹ thì sao chị? Đau, nhà cũng đau em ơi, trời ơi. Đánh sao cho khán giả coi được thì thôi. Hoặc là đánh phải nghe tiếng. Nghe phải nghe cái chán. Đánh phải ra tiếng nha, đánh phải ra tiếng. Phải ra tiếng, đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với câu hỏi thứ 6. Câu hỏi số 6. 2 lũy thừa 3 bằng bao nhiêu? Trời A ơi. 6, B 8. Trời ơi. Hồi giờ 8, bên phải 8, tôi suy nghĩ đó 8. Rồi, vì sao? Cái công thức nó là vậy. Tại vì ông bà mình sáng tạo ra cái lũy thừa không cho bà không sáng tạo. Cho nên mình phải noi theo công thức của ông bà. Công thức gì? Chính xác. Yeah. Dễ gì? Được rồi tôi. Câu hỏi số 7. Tỉnh Thanh Hóa thuộc khu vực nào của nước ta? A. Bắc Bộ. B. Bắc Trung Bộ. Rồi xong luôn. B. Bắc Trung Bộ. B. Sao mà B? Bắc Trung Bộ, Thanh Hóa là miền Trung. Em theo anh Vinh. Em nói bị tát tôi làm gì? Làm ơi, cố lên. Không phải đâu. Đi ngược lại đi. Người thành công có lối đi riêng em. Đừng đi riêng hai lối vậy. B. Bắc Trung Bộ. Đó là do em suy nghĩ ra. Chính xác. Yeah. Trời ơi, hay quá Vinh ơi. Rồi. Câu hỏi số 8. Kẹo cu đơ là đặc sản của tỉnh nào sau đây? A. Nghệ An. B. Hà Tĩnh. Đúng rồi. Quen á. Ê. Ra tới đó là em thua đó. Nghệ An. Hà Tĩnh. Nghệ An chọn A. Hà Tĩnh. 3. Kẹo An phải không? 2. Nghệ An. Em nghe anh Lâm nha. B. Hà Tĩnh hả? Bác chồng quá nè. Chính xác. Trời ơi, làm hay quá. Cái này là Lâm tham gia nhiều chương trình đó, nó biết hết rồi. Quên đi đâu vậy? Anh đi qua đây để lát phụ rít ra tao đau tay. Câu hỏi số 9. Sao câu dễ không mà mình khó quá. 81 chia 9 bằng bao nhiêu? A. Trời. 9 B. 8. Trời ơi, cái này quá dễ luôn. Bao nhiêu em nhiêu? Bao nhiêu em nhiêu? Thôi, thì bên trái thì cứ để bên trái đi. Chính. Em suy nghĩ đó, chính. Chính xác. Trời. Bao nhiêu em nhiêu? Bây giờ câu hỏi này sẽ phải trả lời rất nhanh trong vòng 3 nốt nhạc thôi nha. Thấy tụi tôi giỏi cái hả? Ép tụi tôi. Đúng rồi. Thôi giờ nè, của liên đoàn người cầm cây tát mặt tụi tôi đi. Nè. Mấy anh chị đồ nhất. Đưa đây tụi tôi. Chị đồ nhất. Đưa đây tụi tôi đánh nhau. Tụi tán một cái thì vừa lòng đi. Câu hỏi số 10. 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5. 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 bằng bao nhiêu? A. 15. B. 17. 15. Chơi 50 hả? 1 hay 3. Đúng rồi. Anh bị vậy trang vậy đó. Ba nốt nhạc mà anh bị vậy đó. 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5. Kìa. 15. Rồi. Cái này là đáp án của các bạn là đúng nhưng các bạn trả lời chậm, do đó các bạn cũng phải tự phạt. Có còn anh phạt do không? Ôi, nghe rồi. Đừng đánh nữa. Như vậy là chúng ta đã có kết quả rồi ha. Đội của Chris Phan, Dương Lâm, Vinh và Hiếu là các bạn trả lời được 9 đáp án. Chúc mừng các bạn. Như vậy là đội các bạn sẽ là đội có bữa ăn thịnh soạn hơn ngày hôm nay. Thôi hôm nay tôi cũng có nhã hứng ăn trưa lắm. Cho nên tôi cũng không có ý kiến gì. Mời. Ăn đi. We'll be right back.
đây. Đây 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 đây. Đó, đây đó. Cuối cùng ngày này cũng đã tới, chúng ta cũng đã thua cuộc rồi. Thơm quá, làm miếng cơm coi. Dạ. Giờ mình quá sức rồi. Yêu ơi. Dạ. Đằng kia có phải là gà sao? Canh chua. Đâu có dễ ăn như vậy anh Quý Tăng. Thua cuộc ha, đúng được một thớ cơm nhỏ vậy thôi. Cái này là cái gì vậy ạ? Canh chua. Canh chua cá lăng quá. Thôi anh em mình ăn đi chứ hả? Ăn đi ạ. Nếu gì? Cái này là phải cảm ơn Rick Phan. Cảm ơn Rick Phan đã tạo nên những món đồ ăn thơm lừng. Nếu số sau em không ngại, cứ tiếp tục ra ma nị. Ăn đi em. Cảm ơn. Ăn cái bồi bổ vô. Mời cả nhà ăn cơm nha. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Cái này là cái gì vậy mình? Ồ, cá chiên giòn ngon lắm Huy ơi. Cá cơm chiên giòn đúng không ạ? Cho em tặng Isaac, người gọi là hả đồng cam cộng khổ với em hồi sáng nay, không có con cá nào hai con cá được không ạ? Dạ mãi yêu ạ. Đây tôi cho bạn. Đây là cá tình cá nghĩa bầu ơi. Vâng ạ. Thưa cảm ơn. Còn anh Tuấn hả? Cảm ơn em. Làm ơi. Hả? Em review thử cục cà chiên xù là cục gì đó. Này bạn đi. Rõ hổ vô hệt của mọi người. Thử phải không? Cạp vô là gì? Không, cà tím á. Cà tím bất ngờ chưa? Đúng không? Ngon hả? Thôi đúng rồi. Cái này tôi ăn không hết đó. Tôi cho mấy người nè. Ăn đi. Cảm ơn em. Một miếng cà tím khi đói bằng một gói khi no. Thôi nói chứ ăn chung đi. Tại vì tụi tôi tại cứu tàu drama để mà có bữa ăn về tôi thấy hối hận quá. Chị Thấm có thể cho Trang quà ăn mượn ăn chung được hay không? Rồi chấp nhận. Okay. Vô mừng quá mừng quá ơi mừng quá. Ê trời ơi Hiếu ơi. Trời ơi bé này. Vô nha vô nha Hiếu nha. Đây ta cho mấy đứa nhập hai bốn nha. Chúc mừng mọi người. Mọi người chơi giỏi lắm á, mọi người chơi hay lắm, háo quá trời. Tự nhiên cái đoàn kết thẳng nha. Cái này ăn mấy gì vậy? Xương ớt ơi, cho miếng ớt ơi. À luôn anh, dữ luôn. Cái gì ta? Isaac là một người nghệ sĩ, ca sĩ rất là đẹp trai, diễn viên đẹp trai, cho nên là lịch đẹp trai, diễn viên đẹp trai, cho nên là lịch trình cũng rất là dày đặc. Để Isaac nhận lời tham gia là nó cũng khó. Thôi đừng nói gì anh, đừng nói. Nói vậy nó đơn giản nha. Thực ra Isaac đã xin chương trình này chơi rất là nhiều lần rồi. Chương trình không cho. Đó là lý do vì sao phải cực khổ với chương trình tới cả đêm, cả sáng sớm gì đó. Mà thật ra là em đã được mời tham gia hay một đêm là mùa 1 rồi. Ngay ngày hôm đó em kẹt một cái phim Ninh Bình cho nên là em không tham gia được tập đó. Em nghĩ là chương trình mình nên đổi là 2 ngày một đêm thành 2 ngày hành xác. Tại vì quá cực mọi người ạ, thật sự quá cực. Em mới có vậy thôi, ekip mới cực cho em cực cái gì? Em đã nghe thằng Chuông nó kể rồi, thằng Chuông về truyền nước luôn đó, nó đã warning em rồi. Nhưng mà khi tham gia em mới thấy thiệt là đúng thiệt là như vậy. Cực quá. Cực quá là cực cho mọi người. Cho nên là hy vọng là mọi người sẽ yêu mến dàn cast và hàng một đêm nhiều hơn. Hay quá. Anh ơi mình nói chuyện anh ơi. Vừa là ca vừa khéo léo nữa. Thật sự á, Isaac hiểu không? Anh nghĩ á là anh em mình mới đi lần đầu. Lâu quá anh cũng không có tham gia ngoài trời vậy á cũng mệt. Nhưng mà anh em đi mà nó quen là nó sẽ đỡ mệt hơn. Nhưng mà em được trải nghiệm ngủ ở ngoài sướng quá trời. Hey, em sướng quá trời, anh đi nghe mỉa mai lắm anh. Lâu lâu mới được một lần. Đúng rồi. Anh nói là anh định là sẽ để ngủ ngoài trời. Wow. Nhưng mà vì thấy cái võng, thôi anh cũng không quen lắm. Anh mới quyết tâm anh đi vô. Ôi em nghĩ ông ngủ mà hả? Anh nhờ tụi em thức em bơi qua bên kia em câu cá rồi em đâu có được ngủ đâu mà. Anh Bình nói hay quá, giờ mình vô một cái đây mọi người ạ. Vô. Chúc mọi người sức khỏe nhé. Dạ. Để mọi người hoàn thành những chặng tiếp theo của 2 ngày 1 đêm thật thành công nha. 2, 3, vô. Mà khách mời nhiệt tình anh nào, chơi gì cũng nhiệt tình chưa? Bây giờ bị lần này chơi bị thương như vậy rồi nữa thì Rick nghĩ trên cái hành trình 2 ngày 1 đêm mà những chặng sau á thì chương trình có nên điều chỉnh lại những cái trò chơi để mà vừa sức Rick hơn không? Không, thật ra không cần điều chỉnh. Tại vì tôi là cao thủ. Wow. Giấu nghề đã lâu. Hồi nãy là lúc mà tôi té, nếu mà coi va lại á thì tôi đã tự bẻ nó tay. Ôi. Tập này tôi sẽ boss like. Bật chắc quá. Vậy tôi nghĩ ra. Thôi đi thôi nào. Đi. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển qua thánh địa Mỹ Sơn ha.
là các bạn sẽ có một cái chuyến tham quan ngắn ở bên đó, sau đó thì chúng ta sẽ về và kết thúc cái hành trình tại Quảng Nam. Hay quá. Anh xin yêu em về. Chưa có tên chuyến hành trình này. Đúng rồi. Anh tôi là gì? Bị hành trình của những cúp bay. Chấm gì ngon? Cholimex đi. Chào mừng các bạn đến với Thánh địa Mỹ Sơn. Đây là nơi được chọn làm thánh đô, nơi thờ cúng, trung tâm tôn giáo, tín ngưỡng quan trọng của Vương quốc Champa cổ. Thánh địa Mỹ Sơn được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ tư dưới thời vương triều Baravaman và được xem là một trong những quần thể kiến trúc đền đài chính của Ấn Độ giáo ở khu vực Đông Nam Á thời bấy giờ. Ngày 4 tháng 12 năm 1999, Thánh địa Mỹ Sơn được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới và là di tích quốc gia đặc biệt tại Việt Nam. Xin mời các bạn gặp gỡ với bạn Quỳnh My là chuyên viên ở đây, và bạn Quỳnh My sẽ là người hướng dẫn các bạn trong cái chuyến tham quan Thánh địa Mỹ Sơn. Xin mời bạn Quỳnh My ạ. Xin chào Quỳnh My. Xin chào. Dạ chào mọi người ạ. Dạ xin chào. Dạ. Dạ. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với khu đền tháp Mỹ Sơn ạ. Và bây giờ thì xin mời mọi người cùng theo chân My để chúng ta khám phá và tìm hiểu về khu đền tháp Mỹ Sơn ạ. Xin mời. Dạ. Mỹ Sơn là một hệ thống các đền tháp Hindu giáo của các vương triều Champa cổ nhất tại Việt Nam ạ. Và lịch sử vùng này bắt đầu từ thế kỷ thứ tư, đó là khoảng 1700 năm trước. Và lúc này dưới vương triều của vua Bahadara Vahman, ông đã chọn thung lũng Mỹ Sơn làm nơi xây dựng trung tâm tôn giáo quan trọng nhất của vương quốc Champa lúc bấy giờ. Mỹ Sơn chỉ là nơi để thờ cúng, không phải là nơi sinh sống và cũng không phải là nơi chôn cất của các vị vua. Mỗi một công trình, mỗi một ngôi đền, mỗi một ngôi tháp đều mang một phong cách mỹ thuật riêng. Và từ những cái phong cách mỹ thuật đó, chúng ta có thể nhìn thấy được phần nào tiến trình phát triển lịch sử của văn hóa Champa. Và qua đó cũng thấy được sự giao thoa văn hóa giữa Champa với các vùng lân cận lúc bấy giờ. Và đặc biệt ạ, trong khu vực Đông Nam Á của chúng ta ấy, khu đền tháp Mỹ Sơn là một nơi có niên đại xây dựng lâu đời và liên tục trong vòng 9 thế kỷ. Và đó cũng chính là những giá trị nổi bật toàn cầu giúp cho Mỹ Sơn trở thành một trong hai di sản văn hóa thế giới của tỉnh Quảng Nam. Và mọi người có thể đến gần hơn một chút bên này ạ. Bây giờ chúng ta có hai mảng tường với hai màu sắc khác biệt nhau nha. Bây giờ có màu đỏ cam và màu đen. Thế mọi người thấy đó giúp em ạ, tường nào là tường cổ và tường nào là tường mới ạ? Màu đỏ. Màu đỏ là cổ. Dạ đúng rồi. Người Champa cổ là bậc thầy trong việc sử dụng và xây dựng nghệ thuật xây dựng gạch. Thì cái phần này á là phần gia cố năm 1980. Ngày hôm nay khi đến đây mọi người thấy á, những cái hình dáng của các công trình này đều không còn lại nguyên vẹn nữa. Đấy là vào năm 1969. Chiến tranh xảy ra tại đây và đa phần những công trình tại đây đều bị tàn phá nặng nề bởi thời gian đó. Mãi cho đến năm 1980, trong cái dự án hợp tác trùng tu song phương giữa Ba Lan và Việt Nam, có một vị cố kiến trúc sư mà mình hay gọi là người bạn lớn của Việt Nam á, ông đã đến đây và giúp chúng ta cứu vãn những công trình này lại sau chiến tranh. Và đây chính là phần gạch năm 1980. Thời gian lúc bây giờ ở Mỹ Sơn rất là thiếu thốn và khó khăn. Nhưng ông đã nói như thế này ạ, biết rằng ở Mỹ Sơn còn lại nhiều nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu chậm đi một ngày, chúng ta sẽ vĩnh viễn mất đi những ngôi tháp cổ kính này. Vậy thì thà là chúng ta mất đi để giữ gìn bảo vật của nhân loại. Và đặc biệt trong năm 80-81, ông cũng đến Hội An và là người đầu tiên phát hiện ra giá trị nổi bật toàn cầu tại phố cổ. Mỹ Sơn và Hội An, hai di sản văn hóa thế giới được công nhận bởi UNESCO vào cùng một ngày 4 tháng 12 năm 1999 chính là nhờ công lao rất lớn của vị cố kiến trúc sư Kasich này. Dạ, chia sẻ thêm với mọi người chút thì những cái công trình này hoàn toàn là điêu khắc bằng tay. Tức là người ta xây dựng thành một khối xong rồi người ta mới điêu khắc trực tiếp lên công trình. Dạ, thế thì gạch bây giờ nếu mà nung xong em đảm bảo kê một khoang qua là nó vỡ ngay lập tức.
Nhưng những viên gạch ngày xưa ấy, người ta làm như thế nào đó mà nó vừa mềm vừa xốp để điêu khắc trực tiếp lên công trình và lại có độ bền màu theo thời gian. Và đây cũng chính là công trình đẹp nhất còn lại ở đây. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay anh em chúng tôi đã có mặt ở tại Quảng Nam, một hành trình rất là dài. Và điểm đến cuối cùng đó chính là Thánh Địa Mỹ Sơn, một quần thể rất là độc đáo. Và cảm ơn Quỳnh My ngày hôm nay đã cho biết thêm rất là nhiều thông tin, niềm tự hào của người Việt Nam, đặc biệt là người dân tỉnh Quảng Nam. Và chúc cho My tiếp tục công việc của mình và truyền tải thêm nhiều cái thông điệp đó cho tất cả bạn bè thế giới. Cảm ơn My rất là nhiều. Một lần nữa em cũng xin kính chúc tất cả mọi người trong chương trình 2 ngày 1 đêm giữ gìn sức khỏe để chúng ta có thể tạo ra nhiều sản phẩm mới và hay gửi đến quý khán giả. Một lần nữa xin cảm ơn ạ. Cảm ơn My. Đây là quê của anh Giang, cho nên là em cảm giác như là em may mắn khi được đi một cái chuyến đi mà có thổ địa. Cho nên là tất cả mọi thứ, là ngay cả từ ăn uống cho tới tất cả những địa điểm, mọi thứ đều được chuẩn bị một cách rất là chỉnh chu. Xin cảm ơn Hiếu, Huy, Chris Phan, anh Giang, anh Lê Dương Võ Lâm, anh Kiều Minh Tuấn. Cho nên là chúc mọi người sẽ có thật nhiều sức khỏe và chúc toàn thể ekip cũng vậy, sẽ có thật nhiều sức khỏe để chiến đấu cho những trận tiếp theo của tập mùa lễ hội năm nay. Và chúc mọi người sẽ chiến thắng Top Trending. Và cảm ơn mọi người rất nhiều một lần nữa, đều welcome em. Bây giờ là phải chuẩn bị kết thúc chuyến đi rồi. Thì mình được trải qua cái kỳ gọi là đi tham quan, đi chơi và tham quan rất là tuyệt vời cùng với 2 ngày 1 đêm. Và hy vọng là quý vị khán giả cũng đã xem được những cái khoảnh khắc đẹp nhất, tốt nhất, vui nhất của anh em chúng tôi trong cái tập này. Gửi câu chúc đầu tiên, đó là câu chúc bình an đến tất cả quý vị khán giả. Nhân cái dịp là các bạn về với xứ Quảng thì chương trình 2 ngày 1 đêm cũng gửi tặng cho mỗi thành viên tham gia chương trình một món quà nho nhỏ từ những cái đặc sản của xứ Quảng. Trời ơi! Ôi, cảm ơn em nhiều lắm. Hố cá. Cảm ơn chương trình nhiều lắm Tâm ơi. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay là ban tổ chức đã có gửi tặng mỗi anh em một phần quà. Ở đây chúng ta có rượu Hồng Đà là đặc sản người Quảng Nam nè. Thì có cá cơm là của vùng biển miền Trung. Rượu thì đó. Bóng biển là Quảng Nam, mà miền Trung thì nhiều nhiều tỉnh thành có. Còn đây là mè sửng ha. Bánh đậu xanh khô. Còn đây là bánh nổ rất là ngon ha. Và chúng tôi hy vọng là các bạn đã có một cái kỳ nghỉ dưỡng sau Tết rất là vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn tại trại huấn luyện mùa đông ở Sơn La. Trại huấn luyện? Chị ơi! Trại huấn luyện. Cái này mình đi vô trại. Vô trại rồi. Như vậy là thưa quý vị, là chúng tôi đã có một khoảng thời gian rất là thoải mái. Thật lòng là vậy. Dù có ngủ đau lưng hay như vậy nhưng mà thoải mái về tâm hồn. Chúng ta được trải qua nhiều thứ và chúng ta được gần gũi với bà con. Thấy người Quảng Nam sao? Thấy rất là dễ thương, lịch sự. Nói chung là đợt này làm một đợt rất là vui ha. Thôi, chúng tôi cảm ơn hai bạn đi. Hai nghệ sĩ luân phiên tới tham gia chương trình. Luân phiên. Đó là Trương Thi Vinh và Isaac, và chúc cho hai bạn sẽ thành công hơn nữa trong cuộc sống. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Đây là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do tự lo. Bia Sài Gòn Special, thăng hoa một hương vị.
Người anh em ơi, ô kìa. Anh em ơi. Trời ơi, các anh em. Anh em của tôi. Các anh em khỏe không? Khỏe. Ôi. Khỏe. Ôi. Wow. Ôi, đẹp quá. Ê, bông gì, bông gì đẹp gì? Gắn lên đầu đi cho nó tỉnh táo. Em gắn thử coi. Đó, dạng như này đó. Đẹp quá. Diễn xuất nè. Ok. Anh học chưa? Anh học chưa? Anh mắt vừa hoàng bà. Vô à. Hoang mang, con tôi đâu? 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 Tại sao lại diễn vậy? Những ánh mắt quờ quẹt. Thôi đi cùng đi cùng. Đi cùng quá. Hai cái bông đó gắn bông keo. Xin chào các bạn đến với huyện Mộc Châu thuộc tỉnh Sơn La. Yeah. La la la. Nơi chúng ta đang đứng là đồi trà thuộc nông trường Mộc Châu. Tại đây nổi tiếng với nhiều loại trà như là sang tuyết, ô long, kim tuyên. Khí hậu tại Mộc Châu thì rất là tuyệt vời, quanh năm mát mẻ. Đặc biệt vào mùa đông thì có hơi lạnh một chút. Các bạn đã bao giờ đến với Mộc Châu chưa? Chưa. Lần đầu tiên. Hoàn toàn trong sạch. Dạ. Rồi theo như thông tin về thời tiết chúng tôi nhận được thì ngày hôm nay nhiệt độ khoảng từ 10-15 độ. Quá đã. Cho đến buổi tối thì nó còn khoảng chừng 3-4 độ. Quá tuyệt vời. 3-4 độ. Quá tuyệt vời. Và đó là lý do mà chúng tôi quyết định là chọn địa điểm này để thực hiện cái chuyến đi của chúng ta có tên gọi là trại huấn luyện mùa đông. Trại huấn luyện mùa đông. Huấn luyện là chỉ có khắc nghiệt thôi, không bao giờ mà sung sướng hết trơn á. Training gọi là training đó. Đó. Vậy sao mình không kêu là training mùa đông? Vậy sao mình không kêu là training mùa đông? Huấn luyện sợ, cũng hay sợ mà. Anh không biết tiếng Anh. Sợ anh không biết tiếng Anh. Ủa vậy à? Sợ anh không biết tiếng Anh nên là nói tiếng Việt. Trung đang chung bộ đồ đó. Trung đang chung bộ đồ đó. Và cái chuyến đi này thì đặc biệt là chỉ có 6 bạn thôi, không có khách mời. Bởi vì khi chúng tôi ngỏ lời mời một số thành viên điển trai khỏe mạnh khác thì họ có hỏi về chuyến đi và họ nghe những hoạt động ở đây xong thì họ nói là thôi để dàn cát chịu khổ mình đi, mời ngán ngẩm liền. Xin hỏi họ là ai chúng mình biết để tôi cạch bằng những gia đình khác. Hết. Với lại mấy khách mời trước đồn về đồn đó là hả, bữa là Mai Phương Thúy lại hả dọn Yến là đồn là cực quá. Ôi ai chắc bữa về sao là trụy 3 ngày 3 đêm, trụy 3 ngày luôn, vô biển luôn mà. Đúng rồi, anh Chun là cũng bệnh 3 ngày 3 đêm. Trời ơi, đi về bệnh hết. Còn con em tét đầu mà tới nay vẫn còn miếng keo. Thì đúng như là anh em tụi mình gọi là thú không ha mọi người. Không, thú mình đẹp thôi, tức là khỏe, mạnh mẽ như voi rừng gì đó. Tự nhiên mình nó thú rồi vô còn huấn luyện nữa. Rồi bây giờ thì xin mời các bạn xem qua về cái lịch trình ha, cái hành trình trại huấn luyện mùa đông của chúng ta. Lịch trình trại huấn luyện mùa đông. Dạ. Ngày thứ nhất là ngày hôm nay chúng ta sẽ đến đồi chè Mộc Châu, hiện nơi chúng ta đang đứng. Dạ. Cá nhân khéo léo khả năng là thu hoạch chè. Dạ. Sau đó chúng ta đến vườn cam cũng là một đặc sản của vùng này để thử thách vận may, tìm vàng trong cam. Cầu kính Bạch Long. Cầu kính Bạch Long. Long. Cầu kính Bạch Long. Chinh phục. Trời ơi, độ cao. Phục độ cao. Nè, quan trọng nè. Này. Quan trọng rừng thông hua tạch. Cắm trại đêm. Tức là hôm nay mình ngủ ngoài đường ngoài xá. Là cả 6 anh em mình luôn á. Đúng vậy. Rồi. Thú vị. Đúng. Đúng. Bạn hang táo để thử thách lễ hội gì đó. Ăn uống. Chúng ta sẽ về thác giải yếm. Thác giải yếm để chinh phục giới hạn. 6 cái hộp này là 6 anh em tụi tôi. 6 cái hộp này là 6 anh em tụi tôi. Thôi. Em nói cho anh hôm nay nói thiệt luôn á, là anh em làm mấy cái miếng cho nó sạch lên, để mấy cái miếng nó trong theo là đó. Do em không mà em mới bị... chào đầu không mấy cái hũ là sợ lắm. Đúng rồi. Ủa nhưng mà mấy cái hộp này là lộc. Cái gì? Mấy cái hộp. Mấy cái hộp này là độ khó đúng không? Cái này là mấy cái rương. Để tôi cái trại huấn luyện mùa đông của chúng ta, cái luật á là các bạn sẽ hợp thành một đội duy nhất thôi để chinh phục những cái thử thách của chương trình. Và tại mỗi một điểm thì khi mà các bạn chinh phục thử thách á thì các bạn sẽ mang về những cái vật phẩm để sinh tồn, nhiều vật dụng để giúp cho các bạn. Em hiểu rồi, sẽ có chăn mền nè, đó. Đó, hiểu. Đồng thời là khi mà các bạn hoàn thành được một thử thách á thì các bạn sẽ nhận được một cái huy hiệu công nhận cái chặng đó của chương trình ha.
kết thúc một ngày đầu tiên thì các bạn sẽ tổng kết lại coi những cái món đồ của mình mang được là những món đồ gì. Và giống như các bạn đã nhìn thấy á, bởi vì cái điểm ngủ đêm của chúng ta là tại rừng thông Hua Tạc, cho nên là các bạn sẽ phải nỗ lực rất là nhiều để mang về những cái vật phẩm có thể hữu ích cho các bạn trong chuyến hành trình ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi có một cái điều với lại chương trình. Dạ rồi. Đây là chặng cuối rồi, không thể nào mà đơn giản được nữa. Đúng rồi. Nếu chúng tôi vượt qua hành trình này, ban biên tập phải ngủ ngoài đường với chúng tôi. Mình chơi đàng hoàng đi anh, mỗi lần anh cứ kiếp drama drama. Ừ. Rồi cái hả anh đi tập thù dai xong thì hả chơi anh em mình mới tập sau thì sao? Ủa, khoan xí, em nhớ đâu em nhớ một kỷ niệm cũng là anh luôn. Chuyến đi mà leo lên cái núi. Trời ơi, chơi biên tập đi tụi em, chơi biên tập đi, leo lên xe cũng một tay anh nữa. Cũng cho anh biên tập đi. Được rồi, đi kêu em xuống chơi biên tập đó. Hồi nãy là sắp lên rồi. Tự nhiên á hả, nghe anh Giang sáng tạo kịch bản. Anh Giang á rồi. Hồi nãy còn trăm bậc anh em mình tới rồi. Bày đặt làm cú tiếp đồ. Anh Giang nói còn xa lắm xa lắm. Còn cứ hơn 1000 bước lận. Rồi cái hả chạy xuống. Chạy xuống. Chạy xuống xong rồi chờ xe. Rồi mướn xe giờ tốn thêm hiền nè. Rồi tốn tiền mà tới đây phải chi mà lên tới đỉnh luôn không nói gì. Mà bước từ dưới kia lên muốn sạc tù luôn vậy đó. Đề nghị mùa 2 đổi Trường Giang. Đổi Trường Giang. Đổi Trường Giang. Rồi bây giờ trước khi mà chúng ta bắt đầu vào những cái game chính thức thì chúng ta vẫn phải có một cái game. Hôm nay là ai sẽ đồng hành cùng Jennifer ha? Wow, anh em chúng tôi xui đều rồi, ai đồng hành cũng vậy thôi. Đúng rồi. Bữa nay là rít xung phong luôn đó. Nếu vậy á mình có được như mình. Là chúng ta sẽ uống chè ha. Và chúng ta sẽ dùng xem là ai sẽ sở hữu ly chè may mắn. Thực sự là có màu khác nhau cho mọi người nha. Có màu khác nhau nha. Cái này lợt eo à. Sao chọn gieo vậy? Bây giờ chọn đi, anh sẽ là người chấp nhận cái ly cuối cùng, anh không được chọn. Rồi mọi người chọn đi. Lâm chọn đầu tiên. Hiếu đi, Hiếu nhỏ nhất ở đây được chọn đầu tiên. Chọn cái giữa kìa em. Cái này đi Hiếu. Đây rồi, em chọn cái này đi. Rồi, có đá mâm nhỉ nha. Hiếu. Đây rồi, em chọn cái này đi. Rồi, có đá mâm nhỉ nha. Rồi. Có không? Ê, cái trong trước cái gì nào nó trời cao. Ê, cái trong trước cái gì nào nó trời cao. Cái này chạm hai cái này đều trong đó nha. Ê, này đi Lâm, này đi. Ê, này đi Lâm, này đi. Ừ. Đó đi Lâm. Chọn khác biệt chọn thành công. Đó đi Lâm. Chọn khác biệt chọn thành công. Đó, đây là liên nghiệp nha. Hiện tự dành thôi. Ê, đi. Ly gì hả? Ly là hả? Quả báo nhận tiền. Rồi Quy, chọn đi em. Rồi. Trời, chỉ còn là 2 ly thôi, em chịu đắng cay cho. Thôi em chọn đi, anh cho em chọn trước. Một ly biệt hay ly tan? 7. Một ly biệt hay ly tan? 7. 2 ly đạn toàn. 2 ly đạn toàn này, chuẩn bị nha. Uống hết nha. Vô cái đàn. 2, 3. Hello. Yo. Hello. Yo. Hello. Yo. Ủa? Ủa Lâm với Tàng hả? Hello. Hello. Anh hello. Là trà này nha, rất ngon nha. Ngon quá trà. Trời ơi. Nước gì vậy? Nước mắm muối. Như vậy là đợt trước Lâm cũng đeo, và đợt này Lâm cũng đeo. Chúc mừng nha Lâm. Trời, em xin hỏi trời à. Đâu, con Jennifer đâu? Ngon quá, trà ngon quá. Hai lần liên tục. Trời ơi, gì ta? Jennifer dễ thương nè. Ờ, cái nón nữa ha. Sao xui dữ vậy? Anh đeo đợt nào lại? Mới đợt trước đeo. Ủa, rồi đeo luôn hả? Em nghĩ là hồi nãy nói ly em ly gì? Nghiệp. Nghiệp. Hồi nãy anh chỉ em ly đó là trà không gì. Không gì đâu. Em không tin anh em. Ở cái trò chơi đầu tiên này thì chúng ta sẽ chơi trò dùng mặt hứng lá trà ha. Lần lượt từng người sẽ làm ướt mặt của mình bằng bình xịt nước. Sau đó, đồng đội sẽ tung những lá trà lên và người chơi phải dùng khuôn mặt ướt của mình để hứng. Kết quả được tính theo tập thể như sau. Cứ 10 lá trà các bạn hứng được thì sẽ được mở một chiếc hộp sinh tồn, có tối đa 6 chiếc hộp ở thử thách này. Vậy nên, 6 người các bạn phải hứng được tối thiểu 60 lá trà thì được mở 6 chiếc hộp. Rồi bây giờ ai làm đầu tiên ạ? Ai xung phong? Bây giờ mặc ai bự nhất chơi đi, Lâm. Ai mặc bự nhất? Đúng rồi. Ai mặc bư nhất? Đúng rồi. Ai cũng chơi, chơi đầu tiên là Lâm. Anh đi đường tướng trước đi, em mới đeo trên phơ, nó xui lắm cho em. À đúng rồi, rồi. Rồi đầu xui đuôi lọt. Em ăn cái đầu em ok nè. Đầu xui quá. Cái đầu xui nè. Đầu xui nè. Nhưng mà vô chứ đầu em xui nhất. Đầu xui. Đó. Giờ em xịt đi nha. Ủa vậy hả? Vậy hả, dục vậy hả? Rồi. Thôi. Ôi, rít ơi. Sẽ đi, sẽ đi. Xin tồn em ơi. Ê, lạnh không? Lạnh. Ê, từ từ tán cho mặt ra ông nó ấm cái đã. Lạnh nha. Ê, từ từ tán cho mặt ra ông nó ấm cái đã. Lạnh nha. Nè, từ nha, từ nè. Lấy dầu nè. Đó. Ấm trước, ấm trước. Anh bé ấm giờ, ấm giờ. Vô. Ôi. Đắng cay. Ngửa ra.
cho giữ nước lại chứ. Trời ơi ơi. Ngửa ra. Ngửa ra. Bỏ tay, bỏ tay. Để tôi. Có ốc kìa. 1, 2 nha. 3, 4, 5. Ba bốn. Trời ơi. Hơn nửa đường rồi. Ba bốn. 1, 2, 3, xin. Trời ơi, tưới mặt. Bước em ơi. Ủa xin quá. Anh ơi. Rồi. Ủa? Điên không? Trời nhỏ quá. Điên hả? Con này. Đi nước nè, đánh giờ, đánh. Tao ngộ quá. Thôi được rồi, rồi. Ngửa mặt. Ai da bụng quá. Ngửa mặt. Ngậm miệng vô. Vô đi, ai nói? Đâu có bắt đâu. Ngậm miệng đâu. Hứng bằng cái miệng luôn anh. Ngậm ra không có tụi tôi. 2, 3. Ủa, hết vậy? Im. 2, 3. Im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hết. Còn cái miệng nữa. 10. Đúng không? 12. Thật ra cái miệng giống như là cái túi lấy mon vậy đó. 14. Túi lấy mon vậy đó. 14. Giỏi quá. Nãy bao nhiêu? 34, 14. Rồi 48. 48. Ráng đi em ơi. Nói trời. Hiểu, mình đẹp trai mình phải giữ nét đẹp trai. Đúng rồi. Rồi. Thay mặt lên. Thay mặt gì? TVC. TVC. Thiếu gợi vô. Tôi không kem cam tâm em đẹp hơn tôi, tôi lo lắng của em. Ông ta. Phải cho nó thấy mặt mộng. Phải lên đài để cho người ta thấy mặt mộng của nó. Để thôi, đợi, đây, đâu, đâu. Thiếu, quỳ lên. Năm ơi. Thả cho em ở đây nè, đâu. Quỳ lên chưa. Từ, cho em đợi cái nói vô cái đã. Xin lại nha. Chúng ta hồi phần hiểu bệnh đi nha. Sao em dữ vậy? Sẵn sàng chưa? Rồi. Ngửa ra nữa. Sẵn sàng chưa? 2, 3. Ủa? Sao đợt này yếu vậy? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sáu à? Quý, vô nè. Nãy bốn mấy? Bốn... Trời ơi, không đủ rồi. 486 là 34 hả? 486 là 34 hả? Ủa? Nào tôi học lớn thành. Ê, lạnh lắm á tụi tôi. 54 rồi. Ok, được rồi, 6 cái nữa rồi. Em nghĩ là xịt lên tóc anh đi. Xịt đi. Gì vậy quý? Nhắm mắt luôn. Em nhắm mắt đi. Anh ơi, diêm tay giữa anh ơi. Diêm. Rồi. Diêm cái gì mà diêm em ơi. Thời tới rồi con ơi. Đây. Tươi sáng lên. Được chưa? Ngửa ra nữa. Rồi. Hay á. 1, 2, 3, 14. 1, 2, 3, 14. Wow. 4 với lại 54. 14 với 54. Nhiều. 5, 4. Anh có cười quá. 14. 54. 54. Là 99. Là 99. Đếm sao rồi, 99. Để lại nè. 14. Tự nhiên là không trung nè. 54. Là 69. Là 69. 14 lại là 14. 4, 3, 2, 1, hết chưa? 68.
chào cháu tám. 14 đến 54. Chào cháu tám, tính lại. 1, 2, 3, 4, 5, hết giờ. 6, 8. 44 là 8, 51 nữa là 6. Chào cháu tám, chào cháu tám. Như vậy là chúc mừng các bạn ha. Ở cái thử thách đầu tiên là các bạn đã hoàn thành rất là xuất sắc. Và các bạn có được một cái huy hiệu của chương trình. Xin mời huy hiệu ạ. Ui, sao nó đen đen vậy chứ? Ok, bây giờ thì xin mời 6 cái thùng sinh tồn của chúng ta ra. Yeah. Ủa, sao vậy? Sao ném ném qua đó vậy? Chết rồi, em rách quần rồi. Cú té vừa rồi đã làm em treo trước gió rồi. Bị té chỉ hả? Dạ. Ở đây có hồng treo trước gió đó. Lâm. Dạ rồi. 3, 2, 1. Cái gì vậy? Đèn pin, cô cái này cũng không cần thiết đâu. Đến em nè, bên đây nè, cái này nhỏ nhất anh. Ừ, nhỏ hộp quẹt, anh nghĩ là hộp quẹt á. Chìa khóa. Đúng rồi, đúng rồi. À, đồ bật lửa. Hộp quẹt đó. Đồ đánh lửa, đồ đánh lửa, đồ đánh lửa. Nhưng mà cái này em nhớ, nhớ ở cái kỳ mà mình quay ngoài biển á, đánh gọi là hoài không ra. Rồi, kéo được dài dài xíu đó. Dạ. Gió gì chắc không nổi thôi. Nói gió nè. Con che. Phụ đi che, phụ đi. Đánh xúc con chuột luôn, nó không ra nữa. Không ra. Không, phải có cái bụi nhùi dưới đó mới ra. Rồi, Lâm. Nhiều gì? Hộp cơm. À. Hộp cơm. Chén nè. Trời ơi. Hợp lý nha. Đũa, đũa ba vang, đũa ba cái. Đũa thấp. Cái này được nè. Chén này chén y chang luôn, chén của mấy anh em. Cái này là anh. Ôi. Gì? Sách giáo khoa, sách dạy sinh tồn của em đó phải không, hay là sách học lại 100 kỹ năng sinh tồn. Trời, cái này ai mà rảnh đọc. Đúng rồi, câu đầu tiên nha, 100 kỹ năng sinh tồn, cách tốt nhất để tồn tại là loài chúng bạn xung quanh. Trời ơi. Loài chúng bạn xung quanh. Thấy có khỏi bị vướng bận á. À rồi, cái này ha. Ôi. Ui. Ôi. Chương trình nghĩ chúng tôi hay đau bụng hay gì? Này cô Hiếu nè, đây quà chương trình gửi cho em nè. Em hay té re đó. Giấy xúc. À giấy 3 trong 1 á, giấy 3 trong 1 á. Chúng tôi là tự lo tự việc. Không sợ gì mấy này đâu. Thôi bây giờ Hiếu khui cái bự nhất đi Hiếu. Thường thường những cái bự nhất là mấy cái nguy hiểm nhất á. Mở ra cái lá mờ nè. Không, em nghĩ là một cô gái xinh đẹp. Mờ nè. Mờ bùng hay lều gì đó. Wow. Trời ơi, một cái hũ dành cho 6 anh em. Không đẹp của chương trình. Cái gì? Họ sẽ bỏ rơi chúng ta, sẽ cô đơn trống vắng. Trời ơi. Chứ thế nào mình quay thùng. Và về. Ủa? Đi con, về với mẹ cha. Ôi mà. Cho lấy này chỗ ngủ anh em mình hả ta? Thực ra đó là một trong những cái vật dụng để cho các bạn ngủ tối nay đó. À mùng mà chưa gói. Còn những thứ còn lại thì các bạn tự kiếm thêm. Ý là mình chui vô đây mình ngủ nè. Trời ơi chị ơi, tụi em đâu có quen ngủ trong hũ đâu. Chui vô thử Hiếu. Thử hả? Rồi, thử rồi. À... Về đi con. Về đi con. Về với mẹ cha. Về với quê ta. Cánh ta giữa mũi mặn. Lên. Ảo thật nha. Em mới ở dưới lên. Hiểu rồi, mình biết rồi, mày hư Hiếu. Thì ngày hôm nay là chúng ta mới dạo đầu thôi đó. Dạ, yeah. Mà cừ bể bụng rồi. Bình thường là anh em mình hay hô anh em mình không à. Đi rồi. Hiếu đi, Hiếu đi. Đi thử cho vô đi. Dạ. Đó. Vô hợp. Nói là chương trình mình chúng ta trải qua được bao nhiêu ngày tháng gì đó, anh em gì đó và bao nhiêu ủng hộ gì đó. Thì dạ. Mong khán giả ủng hộ tiếp tục nữa để chúng tôi có hoàn thành tiếp cái chặng này và mùa 2 sẽ xuất hiện. Đây là chương trình Hai Ngọc Đêm tự do được dạ. Micro. Và đây là chương trình. Và đây là chương trình. Có vậy đi. Có vậy. Đâu đâu. Không có vậy. Kiểu của em nó vậy. Không, khúc đầu nữa. Rồi. Thì nói chung là hiện tại thì sao anh em đã có mặt tại đội chè Mộc Châu rất là đẹp. Trải qua biết bao nhiêu thử thách, muôn trùng khó khăn và kiếp nạn đó. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta đã có mặt tại đây rất là vui vẻ, rất là hòa đồng với nhau. Hy vọng là tất cả khán giả xem chương trình cũng sẽ cảm thấy điều đó, tình cảm ấm áp. Và đây là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do tự lo.
ơi, cam nè anh ơi. Rồi, đã không? Cái này quýt nè. Trời ơi, cái cam thiệt hả? Ủa, cam hay quýt anh? Luôn quýt, quýt. Ý gà kìa. Gà đùi. Ui, gà đùi đó em ơi. Sao gà này chơi? Cái đùi kìa. Gà này chim rồi. Đùi kìa. Gà này lai, gà đông tảo đó. Nó đi bộ nhiều á, nó chim á. Gà đùi kìa. Ý, heo kìa. Nè. Trời ơi. Kìa Minh Lâm ơi. Dạ chị Bảo Lâm ơi. Hiểu thứ hai ơi. Trời ơi. Ê, lần đầu tiên được thấy một cái trái quýt mà nó sai quả vậy luôn á. Vào anh em ơi, quá đẹp. Ôi kìa, tuyệt vời. Vườn cam. Hồi nãy anh có gặp cái người mà chủ vườn á, anh dạ. Có xin rồi. Xin gì anh? Xin hai trái. Rớt sẵn luôn. Lùm nè anh, nghỉ đất nè. Ấy vậy là nó rụng tự nhiên là ngon. Quýt bên kia kìa. Đâu, để em. Đây, quýt. Đây, quýt đâu? Nãy có xin một trái, anh xin có trái thôi nha. Ấy, từ thả người trái nào bóng. Trái nào nở. Trái nào căng mỏng á, bóng á. Trái bóng thì là bóng lên. Bóng lưỡng nè, bóng lưỡng vô, rồi nó hơi mềm. Ngọt sợt luôn, không có vị chua luôn. Ấy. Không có vị chua luôn á. Ngọt quá. Ủa, ngọt dữ vậy? Nơi các bạn đang đứng là vườn cam Thanh Bình. Ở Mộc Châu thì thời tiết rất là tuyệt vời và thổ nhưỡng rất tốt, nên ở đây cũng nổi tiếng với các loại trái cây ngon. Bây giờ các bạn sẽ được phát hai cái rọ. Nhiệm vụ của các bạn là đi hái đầy hai cái rọ cam và quýt. Và sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo sau. Đây là sao? Đầy cái mép Khoan. Nếu mà kêu mình hái đầy thì mình đừng hái đầy. Bởi vì rách kế tiếp sẽ liên quan bị đầy, cái vụ đầy này và ăn hay là gì đó. Đừng có nghi ngờ quá, chống bớt nghi ngờ lại. Mù. Cứ theo cái hái đầy thì hái đầy vậy thôi. Phải không? Tại vì mình là chuột xã hữu nếp mà. Nhưng mà đầy là đầy như thế nào chị? Đầy vun hay là đầy xương xương hay là đầy như thế nào vậy? Đầy sách đi được là được. 30 trái, rồi đó. Mà cái này là thử thách may mắn gì nữa. May mắn nha. Đúng. Con số. Mà có khi nào hả chưa xin chủ vườn không? Cái mình vô mình hái, cái chủ vườn phát hiện ra. Một trái một triệu. Đúng. Rồi lúc đó anh em mình hả làm quần quật ở đây để trả nợ. Làm trâu làm bò. Bón phân đồ các kiểu, cả vườn này bón chắc cả đời á. Trời ơi, có nào chơi tụi mình không? Thôi anh một ngày anh bón là anh chết rồi. Nó đi nó thành gì vậy? Có ai có kinh nghiệm cắt cam chín không mà anh Giang? Căng cái mỏng. Trái nào như thế này chín? Mềm. Trái nào mà nó hoành tráng nhất? Hoành tráng nhất. Ủa, cam phải chắc chứ anh. Nó nở ra nó nhìn nó màu nó sáng. Nó bóng nữa. Bóng bẩy rồi, tiêu chí. Đó, nhìn Lâm thấy Lâm không? Bóng bẩy không? Bóng bẩy. Trái nào giống Lâm gì đó. Thôi kỳ lắm. Ghê lắm, sợ. Hãy hái trái nào mà đôi môi mộng như tôi. Wow. Trái nào mà nhiều silicon vậy? Trời, mãn nhãn. Quá đã, nhỏ lớn mấy cây cam rồi. Nè. À, tức là cây này mình thu hoạch nè anh. Đúng rồi. Đây là anh Tuấn, anh thu hoạch đi em hứng cho. Có anh lựa nha, anh lựa. Trái nào bóng lẳng nha. Vậy là bên vỏ của Hiếu là cam đi, bên đây quýt ha. Quýt. Bên đây cam ha. Chia ra. À. Ê, khát nước này, khổng nước luôn nè. Sao vậy anh, nước mỏng quá hả? Mỏng nước. Có không? Ta miếng à. Cao không hạt luôn anh. Có hạt. Tấn cắt chùm cho đẹp Tấn. Ừ. Chùm quá cho chùm nè, trái tôm nè. Dạ. Mấy đứa đi hái đi nha, anh mệt quá. Anh cứ hay vậy hoài à. Anh hay mệt lắm. À, quá trời. Tấn ơi, bên đây nhiều lắm nè. Dạ, em bên đây chùm không nè. Em lựa bạn nào đẹp đẹp á. Mọi người ngồi nha, hôm nay gối hơi đau, ngồi chơi nha. Ok. Cẩn thận nha. Cuộc sống đâu lương trước điều gì. Anh Tuấn hái, còn mình ngồi ăn. Ủa, dạ. Ủa ngon anh. Mình thấy anh thèm thuồng lắm rồi. Nào, thả miệng ra nào. Ăn thử một tép cam đi. Anh trai, đây. Trời ơi.
Em nói ăn vô mát rồng mát dạ liền. Đây. À nè. Ôi, thấy chưa? Từ đấu liền. Tăng 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 tăng. Ôi, chúng ta đều là hai vị tiên. Chị tên là tiên gì? Ta là Tóc Tiên. Còn em là Suối Tiên. Em là Suối Tiên. Thôi, nghe nói sắp tới có lễ hội bàn đào. Nhưng ở đây không hề có trái đào nào cả. Mà có những cái trái. Trái gì vậy ta? Không biết, cây này cây rừng, không biết là cây gì. Tăng 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 tăng. Em ơi, em ơi. Ngươi là ai vậy? Ta chính là một con khỉ. À, thì ra trong truyền thuyết con này con khỉ đột đây. Ta sẽ cho ngươi cái này, ngươi sợ nè. Xịt vô mắt nó. Xịt vô mắt. Ngươi sợ chưa? Sợ ta chưa? Hãy xem đây. Càng ngày càng hư nha. Nó đã kéo mây rồi. Thôi ta sẽ kéo mây. Thôi bây giờ mình rủ con khỉ để được cùng đi hái với mình đi. Con khỉ ơi, hãy đi hái cùng với chúng ta. Khỉ ơi, cho ta hỏi. Trái này ở... Trái này ở... Ở... Con khỉ này không cùng đẳng cấp với tụi ta. Ngươi cố tình tạo miếng hay là té thiệt vậy? Té thiệt. À, hèn chi nó mắc cừ. Ta nghĩ hắn cố tình té giả để tạo ra ma. Đúng rồi. Tại hắn thấy ta cũng tét đầu. Hắn muốn tét mông. Ngon không? Thử lên. Thấy rất ngon không? Ăn hết vậy này. À, sao anh? Trái cam thì chua, nhưng trái quýt thì ngọt. Anh có cách rồi. Vừa y luôn. Ừ. Đau bụng không anh? Không, cũng ăn miếng cam thôi, để miếng quýt vô. Trời ơi, một phát minh quá là. Thứ gì chịu nổi? Thứ gì mà chịu nổi? Phụ đi khỉ ơi. Khỉ khỉ khỉ, ngươi hãy hái cho ta trái ở trên đi. Đó. Ok. À, ta nhớ trong truyền thuyết ngươi cầm một cái cây gì mà. Ừ, sao ngươi cầm cái kìm gì? Tại nãy giờ ta ngồi ta cắt móng tay. Cái này ghê quá, bỏ ra đi. Sợ nó sắn vô một cái là xui đã đến bên em. Rắn xui thật đẹp. Bây giờ đã đầy rồi, thôi hai chúng ta hãy về dâng lên trên. Về trời thôi. Hey! Cái gì vậy? Cái gì con khỉ kia? Con khỉ kia biến lại hết. Biến hình. Kể từ đó hai bà tiên cam chịu. Chỗ hai bà tiên đã bị trụy. Mọc lên hai trái cam. Rớt hai trái cam, bà con dùng núi chạy lại. Ôi, cái trái gì mà lạ quá vậy? Thế là bà con ăn thử. Chị thấy được không? Cái vị của nó cam cam. À, ôi, cho chị em thử. Em cũng chịu cái vị này nha. Ôi, vậy là từ đó bà con đặt đây là trái cam. Rồi, xong chưa? Tập trung nào. Đợi cái tiếng tôi nói vang rừng núi luôn á. Hê hê. Tiếng vang giang rừng núi. Quay lại chỗ cũ nào, nhanh lên. Hết giờ anh em ơi. Tăng 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 tăng. Ôi, con khỉ này thật là vô dụng em à. Ngon quá. Ngon quá hả? Thử thách tiếp theo của các bạn sẽ liên quan đến sự may mắn. Đầu tiên, mỗi người hãy chọn cho mình một quả quýt. Em chọn trái dừa sai thôi nha anh em. Ham lời tống cho hồng không nổi nha. Nó đẹp thôi mà cứ chọn. Đẹp sao cứ hay suy nghĩ quá. Tiêu cực quá. Em quay mười mấy tập rồi. Không, bị gọi là
chơi khăm nhiều quá em không có kinh nghiệm chứ. Trong mỗi quả quýt sẽ có số múi chào hoặc lẻ. Các bạn sẽ phải đoán xem số múi quýt mình đang cầm trong tay là chẵn hay lẻ. Nếu có ít nhất 4 người đoán đúng thì các bạn sẽ nhận thêm được một chiếc huy hiệu của chương trình và một thiết bị pha cà phê du lịch cho thử thách này. Em rất là may mắn chọn quả quýt mà nó đã chia múi sẵn ở ngoài. Chắc chắn là lẻ. Mà cái múi lẻ sao? Không anh, cái này căng tròn đều lắm. Rồi em về em là gì? Lẻ. Chẵn. Lẻ. 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 Anh trước em là anh chẵn á. Ủa vậy hả? Đúng rồi. Anh đi ngược lại nhân loại đó coi sao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sao ạ? Từ từ. Anh mới ăn từng muối cho em kiểm chứng. Wow, rất là màu mè nha. Nè, con uống ngón trỏ nha. Đúng rồi. Ngón trỏ là 1 nha. Đúng rồi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. 10. Hay. Chết rồi, lẻ đúng không? Anh lẻ đúng không? Em lẻ. Sao có cái hàng lép lép đây anh em ơi? Chết rồi, hàng lép lép. Trời, của anh Giang ngon, ngon quá. Trời. Không biết là chưa có bóc ra trước, biết. Ủa vậy hả chị? Lắp lại đi. Phục vụ ghi hình. Ê, sao như có con mưa. Chết, em cũng mua lép. Cái nhỏ thôi, lép méo méo thôi. Con trỏ. Đây, con trỏ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeah. Tới em. Chúng tôi là những người là kinh doanh buôn bán. Tính sai, lỗ sạch mắm. Đúng rồi. Chúng tôi là doanh nhân mà tính sai được. Thôi cái đó hên thôi anh ơi. Dạ em đâu, phải có sự thông minh em ơi. Ở ngoài á. Có sự thông minh nha. À. Em cá là Lâm tính sai nè. Tuấn nha, phải Tuấn nha. Lâm ơi. Lẹ hả? Em lẹ. Lẹ luôn. Trời ơi, sao nó có một cái muối mà một cái muối mẹ bồng con vậy? Răng sển đó. Chết rồi, có muối mẹ bồng con rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rồi, mời biên tập lên kiểm tra. Dạ, kiểm tra cho. Dạ. Tập cho luôn. 5. 7. 7. 3. 3 là 5, 3 and 8. 4. 4 ấy là 12. 6. 4 là 9. 12. Muối mẹ bồng con đâu? 5 với 3 là... Anh cầm đi. Tự nhiên anh mắc cười quá. Anh phá cuộc đời tôi. Ủa? 5. Thôi mà. 5. 5 là 9. 5 là 9. 11, 12. Rồi Kiều Minh Tuấn sai. Chết rồi. Thì quá, tại hồi nãy không có nghĩ đâu. Đâu. Tới em. Trời ơi, thấy không? Nè, lẹo nè. Đó. Lẹo nè, hồi nãy là lẹ. Bên này cũng lẹo mà thua đó. Mày anh ơi, này nó lẹo. 1, 2, 3, 4. Xíu mà nhả ra được nguyên trái hay. 5. Rồi thua luôn. 6, 7. 6, 7. 6, 7. 6, 7, 2 cái. Có lẹo. Thì quá. Dạ. Cái cam hả miệng ra. Thôi. Con người nó hơi. Con người nó hơi. Quá đơn giản. Thì quá lẹo. Em tin vào sự may mắn của em. Không. Lẹ luôn hả? Em người tính hơn nhiều nhất trong chương trình đó. Dạ, tiếp. Hai đứa cùng đếm nha, đứa một, đứa hai luôn. À ok. Hai anh em mình lẻ đó. Hiểu điều á. Mình mấy là mình ba lẻ. Tỷ lệ như vậy không được. Đúng rồi, không được 50%. Giờ là một cái nữa mình thắng đúng không? Một cái nữa mình thắng rồi. Okay. 2 3. Đưa cho anh. 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7. Rồi chết rồi. 8 8. Mặt hiểu mặt su cà na rồi. Giết su luôn má ơi. Chín. Trời ơi. Nãy mới nhiêu nãy 8 đúng không? Chín. Chín rồi. Chín rồi, này chín nè. Anh Minh đi đâu hay sao? Rồi, như vậy là chúc mừng các bạn. Hai bạn đều là số chẵn hết. Trong khi các bạn đoán số lẻ đúng không? Chán ghê đó. Trời ơi. Kỳ vậy. Hả hồng ra. Anh chủ vườn đâu rồi? Trồng trái gì mà chẳng vậy? Nhai hết đi. Ngậm đi, ngậm đắng nuốt cay cho anh.
chưa kịp dân gian nữa hai đứa này trẻ người non dạ, em đưa thêm muối ra lẻ rồi. Chán ghê. Chơi dở ẹt xuống nhớt. Em cũng có nãy có ăn gian đó, em bóc trước trái rồi nhưng mà nó vẫn chẳng nha. Nhưng mà nó vẫn chẳng nha. Với kết quả chỉ có 3 người đoán đúng và như vậy các bạn đã không hoàn thành được thử thách may mắn này. Trời ơi. Bây giờ sẽ là một thử thách tiếp theo dành cho các bạn cũng ngay tại vùng cam. Hai ngày một đêm, 100.000 khoảnh khắc xem độc quyền và sớm nhất trên ứng dụng Vion. Chị Tâm ơi. Anh của em, của em. Đi nghe cái thanh này đỡ sợ nè. Sợ đó em ơi. Ôi cao ghê á. Ôi sao nhột giò vậy ta. Vui đến người ta. Anh em mình thoại hả, nửa tiếng đồng hồ mà không vui. Nó té một cái quay phim cười sặc sẹ. Ủa là nãy Hiếu bị té hả Hiếu? Dạ. Em tự té là có người hãm hại em. Đâu cố tình vậy, tại thấy mấy anh không vui. Trời ơi. Cho anh chủ đi ngủ đi.